Còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Trung Thu, đây là ngày Tết của thiếu nhi. Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với mong muốn tất cả trẻ em đều được hưởng một mùa Trung Thu trọn vẹn. Cần Thơ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung ý nghĩa Tết Trung Thu, tổ chức hoạt động vui Tết Trung Thu cho trẻ em, đảm bảo an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, chú trọng bảo vệ sức khỏe cho trẻ em. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức và cá nhân, tổ chức thăm tặng quà trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em sống ở ngoại thành, trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.